theo quyết định số 456 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang. Phân hiệu có chức năng đào tạo trình độ đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tham gia nghiên cứu, tư vấn, phản biện chính sách phát triển bền vững kinh tế xã hội cho tỉnh Hà Giang và khu vực. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đã và đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và hệ vừa học vừa làm cho gần 1.600 sinh viên, học viên của tỉnh Hà Giang. Ngoài ra, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với tỉnh Hà Giang triển khai 14 đề tài nghiên cứu khoa học. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và tỉnh Hà Giang khẳng định việc thành lập phân hiệu đại học tại tỉnh Hà Giang là một bước tiến trong thực hiện sứ mệnh của Đại học Thái Nguyên, góp phần quan trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu và các nhiệm vụ của tỉnh Hà Giang. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để phân hiệu tại Hà Giang hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo. Trước mắt là kịp thời đào tạo bổ sung nguồn nhân lực để khắc phục những khó khăn do thiếu giáo viên của tỉnh Hà Giang thời gian qua. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Lục Quang Tấn, trưởng khoa các khoa học liên ngành thuộc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ giám đốc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Hà Giang.